Xin chào anh em, mới đây nhiều tư vấn viên bán hàng của Thaco Kia đã mời chào khách hàng Việt đặt trước mẫu SUV hạng C Kia Sportage thế hệ thứ 5. Theo đó, Kia Sportage thế hệ mới sẽ được ra mắt sớm nhất là vào tháng 5 và giao xe từ tháng 6 năm 2022. Theo đó, xe sẽ có 3 phiên bản là Luxury, Premium và Hybrid với giá dự kiến lần lượt 720, 820 và 910 triệu đồng. Trước đây vào năm 2015, Kia Sportage cũng từng ra mắt thị trường Việt, nhưng sau đó đã phải ngậm ngùi ra đi vì không cạnh tranh được với các đối thủ cùng phân khúc C thời đó như Honda CR-V hay Mazda CX-5. Trong vài năm trở lại đây, những mẫu xe thế hệ mới của Kia đều tạo được tiếng vang lớn với những màn lột xác về thiết kế nội ngoại thất và Kia Sportage 2022 cũng không ngoại lệ. Nhờ được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới Opposites United, Kia Sportage 2022 sở hữu kích thước tổng thể dài rộng cao, lần lượt là 4660 x 1865 x 1160mm và chiều dài cơ sở đạt 2755mm. Nổi bật nhất ở phần đầu xe chắc chắn là bộ lưới tản nhiệt cỡ lớn được tách thành hai phần độc đáo lạ mắt. Bên trên là hai khe hút gió màu chrome khói tạo thành hình mũi hổ đặc trưng, trong khi bên dưới gồm mảng ốp sơn đen đồ họa dạng vảy rồng. Cụm đèn trước có tạo hình mới trông như viên kim cương và được bao quanh bởi giải đèn LED ban ngày dạng boomerang cuốn hút. Trong khi đó, hốc đèn sương mù bên dưới có thêm đường viền chrome dày bản, mang đến cái nhìn cao cấp cho phần đầu xe. Sang đến bên hông, Kia Sportage 2022 năng động trẻ trung hơn trước, nhờ nửa trên thân xe được thiết kế lại nhỏ gọn kết hợp cùng phần nóc xe có tùy chọn màu tương phản. Dàn chân cũng được làm mới với cấu trúc 5 chấu kép sắc cạnh, kết hợp cùng 4 vòng bánh được gắn ốp đèn cứng cáp. Nhìn thoáng qua thiết kế đuôi xe của Sportage 2022 dễ khiến khách hàng liên tưởng đến chiếc Kia EV6 thuần điện. Tuy nhiên, một số chi tiết đã được làm lại thực tế hơn. Khá đáng tiếc khi nối liền hai cụm đèn hậu LED dạng móc câu chỉ là đường viền màu đen. Nếu thay thế bằng giải LED liền mạch theo xu hướng hiện đại, diện mạo của Sportage 2022 sẽ hoàn hảo hơn nữa. Không chỉ gây ấn tượng ngoại thất, bên trong khoang cabin của Kia Sportage 2022 cũng khiến nhiều người phải trầm trồ với phong cách cao cấp, sang trọng và tiện nghi hơn. Ấn tượng đầu tiên chính là màn hình kép kỹ thuật số liền mạch gồm màn hình giải trí và bảng đồng hồ trông như xe sang Mercedes-Benz. Hốc hút gió có thiết kế đầu tư đẹp mắt với hiệu ứng 3D ôm lấy hai bên màn hình kép. Không kém phần nổi bật là cụm điều khiển trung tâm được làm mới hoàn toàn. Cần số truyền thống đã được loại bỏ thay vào đó là dạng núm xoay và bộ chọn chế độ lái mang đến trải nghiệm như xe sang. Nhiều tính năng tiện ích khác cũng được tích hợp tại bảng điều khiển trung tâm. Có thể kể đến như bật tắt chế độ sưởi thông gió ghế trước, thay đổi chế độ đi địa hình, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn. Hiện chưa rõ các trang bị tiêu chuẩn và phiên bản động cơ cụ thể dành cho Kia Sportage 2022 tại Việt Nam. Nhưng vào tháng 10 năm ngoái, Thaco đã xác nhận dòng xe này sẽ có bản Hybrid bao gồm động cơ xăng 1.6 lít turbo kết hợp với động cơ điện cho tổng công suất 230 mã lực và mô men xoắn 350 Nm. Hệ động lực Hybrid cũng giúp tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, Kia Sportage thế hệ mới ở nước ngoài còn có hai tùy chọn động cơ, gồm động cơ xăng 4 xi lanh 1.6 lít sản sinh công suất 178 mã lực và mô men xoắn cực đại 265 Nm. Đi kèm là hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp hoặc số sàn 6 cấp. Tiếp đến là động cơ dầu tăng áp 2.0 lít sản sinh công suất 183 mã lực và mô men xoắn cực đại 416 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 8 cấp có khả năng tối ưu hiệu suất nhiên liệu. Về an toàn, Kia trang bị hệ thống hỗ trợ người lái ADAS, Advanced Driver Assistance System cho Sportage thế hệ mới, bao gồm các tính năng hỗ trợ tránh va chạm trước FCA, hỗ trợ lái xe trên cao tốc HDA và điều khiển hành trình thông minh dựa trên hệ thống định vị NSCC, hệ thống phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ tránh va chạm sau, hệ thống cảnh báo trích làn đường và camera 360 độ. Theo đánh giá của chúng tôi, với một thiết kế ngoại thất đầy tương lai, không gian nội thất rộng rãi, ngập tràn tiện nghi, công nghệ an toàn tiên tiến và động cơ mới sẽ là những yếu tố giúp Kia Sportage 2022 tự tin trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc. Quan trọng, nếu Thaco đưa ra một mức giá hợp lý cho Kia Sportage thế hệ mới, thì khi mẫu xe này về Việt Nam sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều khách hàng Việt.
Còn bạn thì sao? Bạn đánh giá thế nào về mẫu xe này? Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ video và nhấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều clip hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!